Xin chào mọi người nhé. Nay mình đến một cái phần tiếp theo của khóa học Adobe Premiere phần cơ bản. Thì phần này mình sẽ tìm hiểu về cái giống như là những cái hiệu ứng graphic mà mình dùng Grow trước ấy, giống như là sau khi hết một bộ phim này thì mình sẽ có tên của bộ phim hoặc tác giả là chạy từ dưới lên hoặc là chạy từ trái qua phải đấy. Đấy, nó cùng gần như là cùng loại thế, nhưng mà đây là khác biệt là những cái này là do bên Photoshop, sorry mọi người, do bên Adobe Premiere nó cung cấp cho mình nhé. Thì mình chỉ việc áp dụng vào thôi, nó sẽ có hiệu ứng cho mình rồi mình điều chỉnh. Đấy, cái cách sử dụng của nó thế. Thì đấy là với cái phần là bên Premiere nó cung cấp cho mình. Thì mình muốn một phần nữa là mình tải về thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mình import vào nhé. Ok, thì giờ mình sẽ làm về cái phần đơn giản trước là mình thêm một cái video và sau đó mình sẽ sử dụng hiệu ứng có sẵn nhé. Rồi này, bây giờ mình sẽ làm như sau. Thì mọi người nhé, từ đây này, kéo này trong đây. Đầu tiên làm việc thì mình phải có cái vùng làm việc của nó đúng không? Mình sẽ làm việc trên cái phần này nhá. Thì để làm được những cái hiệu ứng đấy thì mình sẽ vào trong cái graphic này. Đây, nó có cho mình trong này. Hoặc là mọi người nhá, giả sử mình như những cái phần trước mình đang làm effect nhá. Rồi thì mình chỉ cần việc kéo xuống đây này. Đấy, nó là cái phần này này. Thì mình vào cái graphic này thì nó sẽ dễ làm việc hơn, nó có cái vùng cho mình. Đây, mọi người thấy không? Nó sẽ chia ra các mục cho mình này, title này, graphic overlay này, hay ở trên này là có cái sport này, mọi người không? Rồi mình sẽ thử một vài cái loại cho mọi người xem nhé. Giờ là title trước đi, mọi người kích vào này, đây sẽ có nhóm cho mình. Giờ mình đều vào đây nhé, đó mọi người ok đi, cancel nhé, kích điểm được rồi. Thì nó cũng có thể điều chỉnh bằng cách là mình kéo này, mình di chuyển như bình thường thôi, hoặc là mình muốn dài ngắn như nào thì tùy mọi người nhé. Rồi mình sẽ chạy thử cho mọi người xem này. Đấy, nó hiệu ứng cho mình này, mọi người thấy không? Thì bên cái Deporo để mình lựa chọn nhé. Đây là những cái loại này. Rồi, thì nó có thêm một cái Edit. Đây, mọi người thấy không? Nó có cái Row này, mình thử chạy một cái Row nhé, xem nó chạy như nào nhé. Đó, nếu mà chạy Row thì nó chạy từ dưới lên và nó kết hợp với cái hiệu ứng mình vừa chọn. Nếu mình bỏ Row này thì nó chỉ kết hợp cái hiệu ứng kia nó vào thôi. Nó sẽ thu vào này. Đấy, nó thu vào. Rồi, thì nó cũng có cái như kiểu là intro này, outro này. Đấy, thì mọi người mình có thể căn chỉnh nó được nhé. Đấy, nó sẽ nhanh hơn nếu mà mọi người chọn, tùy thời gian mọi người căn chỉnh nhanh sẽ nhanh hay chậm. Đây này, cái thời gian này, cái trắng trắng này này. Đấy mọi người thấy không? Kết thúc đang ở 9 giây nhé. Rồi thì mình thử cho nó về mức thấp hơn 3 giây. Đây nó sẽ chỉ còn một đoạn ngắn như này thôi mọi người thấy không? Đó. Rồi, thì thời gian intro cũng thế. Khi mình kéo lên này, đây, đấy, nó thời gian bắt đầu nó mãi như này. Thì tùy hiệu ứng thì mình sẽ nhìn cái phần này rõ rệt hơn mọi người nhé. Đấy, thì nó có vài cái sự lựa chọn giống như cái phần những phần trước mình giới thiệu rồi nhé. Thì đấy là với cái một loại này. Giả sử mình sang cái phần khác thì mình sẽ chọn khác đi. Mọi người thích cái gì thì mọi người cứ chọn vào đây này. Ok, xong rồi mình x nó đi, kéo dài ra tí. Rồi mình chạy thử cái phần này nhá. Đấy, thì mọi người mình có thể điều chỉnh được này, rất đơn giản thôi. Đây, khi mọi người click vào nhá, thì giống như cần mình sửa text ấy mọi người. Đấy, mình viết thành chữ khác này, nhà sản xuất. Rồi, thì nó bị lỗi phông chữ đúng không? Ok, không có gì hết, mình sẽ thay đổi phông chữ cho nó. Đây, phông chữ đây. Đây này, thì mọi người đang nó chia ra làm những cái phần này. Cái phần đầu tiên chữ text là nhà sản xuất mình vừa sửa lại. Cái phần chữ thứ hai là cái phần chữ gì mình viết, tóm lại nó là phần chữ dưới. Thì mọi người muốn sửa cái gì thì mình sẽ click vào nó này.
Đây để mọi người nhìn rõ rệt nhất thì đây là cái opacity nhé, mình sẽ cho mở thấy nhá, nó sẽ mất cho mình. Thì mình muốn sửa phần nào thì mình sẽ chọn vào cái đấy, rồi nó sẽ có nguyên cái là cái gọi là cái form cho mình ấy, rồi mình sẽ điều chỉnh trên cái form đấy thôi. Thì đấy là những cái có sẵn như thế. Thì cái phần này giống như cái phần tích mình đã dạy mọi người từ những cái phần trước rồi nhé. Để mình chọn thử cái phông UTM hay bộ dấu đây, nhà sản xuất này. Nếu mà viết sai thì mình click vào rồi mình thêm vào mình sửa. Ok, cho nó một cái màu khác, một fill khác nhé. Thử màu đậm đậm. Thấy được cái màu như này. Thì mọi người muốn short hay gì thì mình cũng vào đây. Đó, nó có cái viền ngoài như mình này, mọi người thấy không? Ok, thì mình cũng có mấy cái căn trái, căn phải hay căn giữa này. Khoảng cách các chữ cái này thì mình không nói lại nhá, to nhỏ này. Rồi, giờ mình đến cái phần đây dưới này là mình có cái sửa cái sản xuất tên gì thì mình sửa đây. Mình sẽ giới thiệu một vài cái phần A này. Rồi, phông chữ này nó khó nhìn đúng không? Thì mình sẽ đổi phông chữ cho nó. Chọn xuống dưới này có UTM để viết chữ tiếng Việt. Đó, mình đổi phát được chữ này. Rồi, cho nó nét dày lên này. Ok, to lên. Đấy. Rồi, nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Ở đây thì mình cũng có mấy cái mình di chuyển theo trục X, trục Y này. Đấy, cho nó căn chỉnh. Thì cái cách làm việc của nó thì gần giống nhau thôi. Rồi này, thì giờ nhá. Bây giờ mình để muốn làm thêm cho thêm những hiệu ứng khác vào đây thì mình lại kéo vào. Giờ mình đếm một vài cái hiệu ứng khác cho mọi người xem nhé. Ở đây nó có mấy cái đoạn kết phim này, grid này, đây. Thì mấy cái này đấy mình vừa nói rồi, giống như đoạn kết phim nhé, mình sẽ cho vào đây, cho vào đoạn cuối này. Ok này, cứ click đi. Rồi mọi người chạy cái đoạn cuối anh em mà xem, nó sẽ giống như kiểu là khi hết một bộ phim ấy. Sau nó sẽ đấy, nó show ra cho mình cái này. Thì mình sẽ điều chỉnh lại nó nhé, nó hơi bị xấu một tí. Thì mình sẽ click vào rồi mình điều chỉnh lại nó này. Đâu đây, đổi lại chữ là gì. Thì mọi người không thích thì mình có thể delete, mình xóa đi cũng được này, mọi người thấy không? Đấy, mình để lại một vài dòng thôi. Nhiều quá thì mình xóa bớt đi, mình để lại 3 dòng nhé. Rồi giờ mình quay ra mình sửa tên này. Cái này nó hơi bị dối mọi người ạ. Thôi nhá, mình có thể đưa lên trên hay xuống dưới được tùy đấy. Thì mình sẽ đặt nó cùng là một cái đối tượng thôi, chẳng qua nó lúc mặc định nó sắp xếp như nào thôi. À này. Đấy, sửa rất dễ, mình có thể nhìn từ đây này, vừa mình sửa này là sửa đấy mình không. Rồi cái đoạn này mình ghi là gì, hết phim đi. Rồi từ mình điều chỉnh bằng cách là mình đấy mọi người đâu, nhà sản xuất nó vừa bị mắc cái này mình cho ra đây. Rồi nó bé quá đúng không, thì mình cho to lên. Nguyễn Văn Na này, hết phim thì mình vừa cho lên đầu một tí. Thì mình điều chỉnh cái đây lên trên đầu này. Rồi mình cho sang trái. Mọi người thấy không? Để tạm phông chữ ấy nhá. Xem nó như nào. Rồi cái Nguyễn Văn A này mình thấy bé đúng không? Thì mình lại scale cho nó to lên. Scale ở dưới này. Thế khi mà hết phim ấy thì mọi người muốn chọn vào cái row ấy thì mình cũng click row được nhé, bình thường thôi. Đấy, phim nó sẽ sổ ra đây theo cái style của nó, mọi người thấy không, rất nhiều kiểu luôn. Ok, thì
Giờ mình sẽ đến một phần nữa là mình hướng dẫn mọi người cách để mình. Đây là những cái nó có sẵn đúng không? Mình sẽ chọn đây nó ra những cái loại có sẵn cho mình này. Hoặc mình chọn thử vào khí Sport. Đây, khá là đẹp. Chọn Sport nhá. Đây là nó ra cái này đẹp phết mọi người ạ. Mình thấy cái này khá là đẹp. Thì bước cơ bản thì mình cứ gọi là gì nhỉ? Dùng những cái này trước xong mình sẽ điều chỉnh sau, mình hiểu không? Còn đến cái phần về sau cho phục vụ cho công việc ấy, mọi người muốn nó chất lượng hơn hay gì hơn ấy thì mình sẽ điều chỉnh sau. Đấy mọi người thấy không? Khá đẹp nhỉ? Rồi. À, bây giờ mình đến cái phần là mình giả sử mình muốn thêm những cái hiệu ứng vào vậy thì mình sẽ làm như nào? Mình sẽ click đây này. Đây thì mình có tải sẵn nó về nha mọi người nhá. Mình tải sẵn nó về rồi, mọi người thì lên mạng mình tải về này. Rồi mình ấn open. Đấy nó sẽ thêm ở đây cho mình này. Mình đang chọn ở cái nhóm nào ấy thì nó sẽ thêm vào nhóm đấy cho mình. Hoặc một cách là như này. Ok thì mà mọi người giả sử bây giờ mình xóa đi nhá. Delete, rồi phải delete này, nó sẽ xóa cho mình này, mọi người đâu? Rồi thì mình sẽ có cái một cái phần mới là add folder này. Giả sử đây là mình để tên của nó my gì nhá, mình để thử my address nhá. Đấy ví dụ thôi, ok này, đây mình có một cái mới. Trong cái này mình muốn cho vào đây mình đúp ở đây rồi mình sẽ ấn vào cái này. Giả sử mình chọn từng này cái mình giữ cái đầu thì mình giữ shift về cuối này. À này, nó không chọn, nó bắt buộc phải chọn từng cái một mọi người ạ. Thì mình sẽ thêm từ cái một vào đây nhá. Phần này, đây nó sẽ vào đây cho mình. Giả sử mình cho cái hiệu ứng đi vào đây. Đấy, thì nó vẫn chạy như những cái kia thôi. Thì mình hướng dẫn mọi người là cách để mình thêm import một cái hiệu ứng từ bên ngoài vào để sử dụng. Đấy, nghe được không? Thì mình click đây thì mình có thể sửa điều này. Xin chào các bạn. Rồi, nhỏ lại tí. Đấy, ví dụ là như thế. Mình thêm nó vào đấy. Rồi, trên đây là cái phần giới thiệu của mình về cái hiệu ứng. Tạo thêm hiệu ứng và cách để mình import một cái đúng hơn là mình thêm một cái mô tả và mình check import nó vào nhé. Rồi, thì buổi sau mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái phần dùng về cái mô tả mà mình download từ bên ngoài vào nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Bye bye.